các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác là một cái mẫu máy pha cà phê gia đình mà cả văn phòng nhỏ các bác nhé. Ví dụ mình làm tiếp khách ấy. Cái này của Itani nhé, Itani. Đây là cái bình chứa nước phía sau, các bác cứ đổ nước vào đó. Hết nước thì mình sẽ châm nước vào. Cái này nó 2 lít nước nhá. 100V 950W này. Đấy, 950W. Máy này thì được ý phát triển nhá. Bên trong có một nồi hơi nhá. Đó, bây giờ em sẽ cho máy chạy thử. Đấy, các bác có nhu cầu mua máy pha cà phê này. Đó, lộ cho em. Đó, đây, mình tháo cái này ra, mình bỏ cà phê vào. Đấy, như thế này. Đó. Thì em sẽ bật cho các bác nhá. Cái này em pha lại thôi. Họp rất là mạnh nhé, âm lực của nó rất là cao. Đó. Đây là cà phê đã pha rồi nhé, nghĩa là nó đã sử dụng rồi. Đấy, em chỉ thử cho các bác thôi. Bác thấy không? Đấy, bọt rất là nhiều. Bác quan tâm là máy pha cà phê này thì các bác alo cho em nhé. Đó, em ship hàng toàn quốc luôn. Đấy, máy còn rất là đẹp. Đấy, mua trực tiếp từ Nhật về nhé. Rồi, cảm ơn các bác nhé.